những cái thời tiết mà khi mà giao mùa như thế này ha, làn da của mình sẽ dễ bị mất nước, và cái dấu hiệu chung của da khô là dấu hiệu mất nước xuyên biểu bì. Cái lượng nước của trung bì nó cũng bị mất, giống như mình học 30% HA nằm ở biểu bì, 70% còn lại là nằm ở trung bì. Thì cái việc mà mất cấu trúc trung bì nó còn làm cho mình lão hóa sớm hơn. Và cái hệ thống bài tiết là tuyến dầu và tuyến mồ hôi của cái da khô này hoạt động kém hơn bình thường. Mà em nhìn vào cái hình em thấy không? Những cái hàng rào bảo vệ, những cái tế bào da nó xếp chồng lên nhau giống như những viên gạch. Thì những cái mũi tên nó chĩa lên như vậy là sao? Cái tình trạng mất nước. Và cái việc của da khô là gì? Phải cấp nước và khóa ẩm lại. Chị nói rồi, thì cái người da khô là cái người phải biết cân bằng dầu nước. Thân nước đi trước, thân dầu đi sau để khóa lại. Không, nguyên nhân của da khô không có gì nó khó hiểu hết. Chủ yếu là thời tiết. Thời tiết, cái độ ẩm thay đổi, không khí, những cái bệnh lý liên quan đến mãn tính. Nha, những người phải uống thuốc một thời gian dài, những người phải đang điều trị một cái bệnh lý nào đó, u sơ u nang hay là bệnh lý tuyến giáp gì đó. Chưa? Và đó là những cái tác dụng phụ của thuốc làm cho da họ bị khô. Và tiếp theo là cái cách chăm sóc của những người này nó không có khoa học, nó bị thiếu ở cái bước nào đó. Giống như mà em sử dụng retinol mà em không cấp ẩm thì sao? Em hình dung là nó sẽ làm, nó làm sao? Nó đâu có phục hồi được và nó luôn trong tình trạng khô mất nước. Và cái việc mà mình phải cấp dầu bề mặt, còn mình cấp luôn vào bên trong cơ thể bằng những cái dạng viên uống như là omega nè, như là tinh dầu hoa anh thảo nè, những cái dạng vitamin E nè, đó là thân dầu đó. Và lưu ý là dạng khách hàng những cái sản phẩm tan trong dầu như là E này nọ đó, thì em tốt nhất là em dùng chung với bữa ăn, có cái lượng dầu thì nó mới chuyển hóa hấp thu tốt. Và những cái người mà họ thường xuyên lạm dụng kem trộn thuốc rượu, những sản phẩm lột tẩy là một trong những cái nguyên nhân gây khô da, tổn thương hàng rào bảo vệ da. Và lúc này người ta cũng phải cần phục hồi bằng B5, người ta cần phải trả lại hàng rào bảo vệ bằng ceramide, bằng squalene. Vậy thì mức độ tùy cái khả năng cái mỗi người sử dụng như thế nào, họ có những cái mức độ nhẹ trung bình, thì cái mức độ nó sẽ phụ thuộc vào, nó sẽ liên quan đến cái lộ trình mà mình đưa cho khách hàng là điều trị bao nhiêu lâu là đỡ. Nếu những người da khô mà bị thay đổi rối loạn theo những cái nguyên nhân sơ đẳng thôi, thời tiết này nọ thôi, thì ok, rất dễ. Còn như nếu mà họ đang lạm dụng một cái chất tẩy lột nào đó thì nó cần thời gian lâu hơn và khó hơn nha. Đòi hỏi khách hàng phải quyết tâm hơn. Và cái hướng xử trí của mình là mình sẽ bổ sung những cái sản phẩm mà tích nước nè, bổ sung những cái sản phẩm khóa nước lại là gốc dầu, tăng cường khả năng tái tạo của làn da, giảm cái sự bong chóc, giảm cái sự mà tổn thương hàng rào bảo vệ, tăng cường sức đề kháng của làn da và của cơ thể luôn. Đó, nên hạn chế sử dụng những sản phẩm nào mà gốc cồn, gốc axit vào thời điểm này. Ví dụ như da đang khô thì không nên peel da, da đang khô thì không nên xâm lấn nha, tại vì không đủ độ ẩm, mất hàng rào bảo vệ sinh học và hóa học, không làm gì được. Phải sử dụng những sản phẩm bôi thoa trước. Khi mà da đủ độ ẩm rồi, lúc này mình muốn xâm lấn cái gì cũng được. Đó là cái điều bắt buộc mà tất cả những cái chuyên viên da liễu họ đều phải nắm.